Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm mùng 1 tháng 5 đã lên tiếng chỉ trích gay gắt thỏa thuận điều động một số vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ tới Hàn Quốc mà Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng người đồng cấp Hàn Quốc Yoon suk yeol đạt được trong chuyến công du của ông Yoon tới Washington DC vào tuần qua. Theo KCNA, thỏa thuận này của Mỹ và Hàn Quốc đồng nghĩa với việc hai nước đồng minh sẵn sàng thực hiện những động thái leo thang ở mức độ cao nhất nhằm vào Triều Tiên, đồng thời đẩy khu vực tới bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Bộ ngoại giao Mỹ và Hàn Quốc hiện chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc trên từ phía Triều Tiên. Trước đó, tổng thống Mỹ Joe Biden và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã công bố một thỏa thuận có tên gọi Tuyên bố Washington, trong đó chấp thuận sự điều động thường xuyên hơn các vũ khí chiến lược, bao gồm tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom và tàu sân bay của Mỹ tới Hàn Quốc. Việc triển khai các vũ khí uy lực trên được kỳ vọng sẽ trở thành một động thái răn đe Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các hoạt động thử tên lửa và bắn đạn pháo ra biển trong thời gian gần đây. Chúng tôi dự định thực hiện các bước để làm cho khả năng gian đe của chúng tôi trở nên rõ ràng hơn thông qua việc triển khai thường xuyên các khí tài chiến lược, bao gồm chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Mỹ tới Hàn Quốc, điều chưa từng xảy ra kể từ đầu những năm 1980, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết. Bên cạnh các loại vũ khí trên, một số ý kiến còn cho rằng Mỹ cần phải đưa ra những động thái mang tính răn đe mạnh mẽ hơn nữa nhằm vào Triều Tiên. Trong một phát biểu đưa ra hôm 25 tháng 4, ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Yun tới Mỹ, ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, lên tiếng kêu gọi quân đội nước này tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Hàn Quốc. Theo ông Bolton, việc đưa loại vũ khí trên tới Hàn Quốc sẽ tăng cường năng lực tác chiến của Mỹ, qua đó kiềm chế mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Việc đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật tới bán đảo Triều Tiên sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng từ chúng ta trong việc đối phó và kiểm tỏa Triều Tiên, ông Bolton nhấn mạnh